Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 4 tháng 9, anh Đào Hồng N, 37 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, gia đình anh vừa có đơn phản ánh lên công an phường Hoàng Liệt, yêu cầu làm rõ sự việc con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân chưa rõ nguyên nhân khi đón con ở trường về. Theo anh N, ngày 13 tháng 8 vừa qua, cháu DKA, sinh ngày 18 tháng 7 năm 2023, đi học tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập VX có địa chỉ tại khu biệt thự 4, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Vào 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, vợ anh N xem camera lớp học, thầy con bị cô giáo sách bằng một tay đi rất nhanh vào bên trong nên đến đón con. Về nhà thấy con khóc nhiều, vợ anh đã liên hệ với cô giáo để hỏi thăm, thì được trả lời ở lớp không có gì xảy ra với bé. Tuy nhiên khi tắm cho con, nhìn xuống chân bé thấy sưng, anh N nghi con bị chạo chân. Qua điện thoại, anh hỏi cô giáo xem con có bị ngã không, nhưng cô trả lời không. Ngày 14 tháng 8, gia đình anh N cho con đi khám, phát hiện con bị gãy chân phải. Gia đình đã liên hệ tới nhóm trẻ và cô quản lý, đề nghị xử lý sự việc trên phương diện tình cảm. Tuy nhiên sau 4 ngày, đại diện nhà trường mới đến thăm hỏi cháu. Ngày 21 tháng 8, nhà trường đến gia đình làm việc lần hai. Gia đình đề nghị nhà trường xử lý nội bộ giáo viên và thông báo cho gia đình biết phương án của nhà trường sau khi xử lý xong. Ngày 27 tháng 8, sau một tuần từ lần làm việc thứ hai, nhà trường không có phản hồi. Gia đình chủ động nhắn tin cho quản lý trường để hỏi thông tin cũng như có phương án hòa giải. Theo anh N, đến ngày 31 tháng 8, nhà trường hẹn gia đình tới trường làm việc. Tuy nhiên, chủ trường cho rằng giáo viên không có lỗi. Phía nhà trường cho rằng gia đình mang con về nhà 4 tiếng sau mới phát hiện và báo cho giáo viên. Không đồng ý với cách giải quyết của nhà trường, gia đình anh N đã có đơn trình báo lên cơ quan công an, đề nghị làm rõ vấn đề xảy ra ở trường cùng với các chứng cứ mà gia đình hiện có. Gia đình anh N mong muốn nhờ cơ quan công an xác minh làm rõ một số vấn đề. Tại sao giáo viên lại liên tục để con ngồi trong góc khuất của camera? Gia đình cũng thu thập được đoạn clip do camera ghi lại. Giáo viên có hành động sách tay con tôi rất nhanh, trong khi con còn quá bé. Yêu cầu nhà trường cung cấp video đầy đủ, rõ ràng của ngày 13 tháng 8 để có được đánh giá chính xác dưới phương diện pháp luật và muốn nhà trường xin lỗi một cách chân thành cũng như lỗi từ đâu nhận tới đó chứ không thể im lặng như vậy. Anh N cũng cho biết thêm, sáng mùng 4 tháng 9, phía cơ quan công an đã mời gia đình lên làm việc lần hai. Thông tin gia đình được biết, phía nhà trường thông báo dữ liệu camera ngày 13 tháng 8 không còn lưu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, ngay trong ngày 5 tháng 9. Đoàn cán bộ phường do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt cùng đại diện đoàn thể Hội phụ nữ, Lao động, Thường binh và Xã hội y tế phường đã làm việc với đại diện cơ sở mầm non. Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Liên quan đến sự việc, một cán bộ công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh của gia đình anh Đào Hồng N. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra theo quy định của pháp luật. Trước phản ánh của phụ huynh chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập VX cho biết sau khi nắm được thông tin cô giáo sách tay bé gái 13 tháng tuổi đang theo học tại trường đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này sau sự việc nhà trường cũng đã nhắc nhở chấn trình tới toàn bộ giáo viên tại cơ sở vị này thông tin về việc phụ huynh phản ánh bé gái 13 tháng tuổi bị gãy chân sau khi học về tại cơ sở vị này cho hay đang được công an xác minh làm rõ ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Cập nhật đến 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 từ các cơ quan khí tượng quốc tế, tâm bão Yagi đang có dấu hiệu lệch nam có thể lướt qua khu vực đảo Cát Bà vào Hải Phòng và ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Nội. Cập nhật tại Hải Phòng vào hồi 10 giờ 40 phút, gió rít mạnh hơn, cây cối nghiêng ngả nhưng vẫn đang là gió Tây. Theo các chuyên gia khí tượng, điều này cho thấy tâm bão chưa vào đất liền. Trao đổi với báo chí vào hồi 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão vẫn duy trì sức gió cấp 14 khi đang trên đường tiến vào đất liền Bắc Bộ. Còn theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đang tiến sát vào khu vực giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Tính đến 10 giờ 20 phút ngày 7 tháng 9 năm 2024, gió mạnh đã được ghi nhận tại một số địa phương như Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh đạt cấp 12, giật cấp 15, Cửa ông của tỉnh Quảng Ninh cấp 12, giật cấp 14, thành phố Hải Phòng cấp 7, giật cấp 9, Thái Bình cấp 7, giật cấp 10 và thành phố Hải Dương cấp 6, giật cấp 8. Ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo từ trưa đến chiều nay, tâm bão vào bờ, có thể gây gió mạnh cấp 10 đến cấp 12 tại khu vực Quảng Ninh, Thái Bình và Nam Định, ảnh hưởng sâu hơn đến các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tại Hà Nội, từ chiều và tối nay, bão có thể gây gió giật cấp 6 đến cấp 10 kèm theo mưa lớn với lượng mưa từ 150 đến 350 mm. Ông Hưởng cảnh báo, người dân hạn chế ra đường, đề phòng rủi ro do rông lốc và mưa lớn gây ra. Gió mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km một giờ, đi vào bắc vịnh bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16. Trong 12 giờ tiếp theo, bão trên đất liền khu vực phía đông bắc bộ, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khoảng 7 giờ ngày mùng 8 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trong khi đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu tác động mạnh của cơn bão số 3. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, khoảng từ trưa chiều mùng 6 tháng 9, bão số 3 ảnh hưởng đến tỉnh gây gió mạnh vùng biển Cô Tô, đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Sóng biển cao từ 1 đến 2 m sau tăng lên từ 3 đến 5 m biển động dữ dội. Từ gần sáng mùng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,25 m sau tăng lên từ 2 m đến 3 m biển động dữ dội. Trên đất liền tỉnh Quảng Ninh, gồm thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu, từ sáng mùng 7 tháng 9, gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, riêng trong ngày 6 tháng 9, toàn tỉnh có lúc mưa rào và rông. Trong mưa rông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như tố, lốc, gió giật mạnh. Từ nay đến sáng mùng 9 tháng 9, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, Vịnh Hạ Long, thành phố Cẩm Phả Vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Cô Tô. Mưa to đến rất to, lượng mưa các nơi phổ biến từ 200mm đến 300mm, có nơi trên 400mm.